Năm tháng xuất khẩu sầu riêng đạt nửa tỷ đô la Mỹ, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái do Trung Quốc ồ ạt thu mua. Theo Tổng cục Hải quan, năm tháng xuất khẩu rau củ quả đạt 2,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay. Đóng góp chính cho tăng xuất khẩu nhóm hàng rau quả là sầu riêng. Trong tháng 5, trị giá xuất khẩu quả sầu riêng đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 332 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 10 lần so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng xuất khẩu quả sầu riêng đạt 503,4 triệu đô la Mỹ, hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước 27,6 triệu đô la Mỹ. Trong số những thị trường nhập khẩu, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng Việt Nam nhiều nhất với giá 477 triệu đô, chiếm 95% tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu rau củ quả ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết 2023 là năm xuất khẩu sầu riêng gặp thuận lợi nhất. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hàng rào kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng hàng Việt chất lượng ngày càng được đánh giá cao, giá cạnh tranh nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện Việt Nam có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Cuối tháng 5, sầu riêng Việt xuất khẩu vào mùa thu hoạch cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng phương tiện chở hàng hóa lên khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị tăng mạnh, gây ùn tắc có thời điểm lên tới hơn 700 xe hàng. Tuy nhiên, sau những nỗ lực đàm phán với Hải quan Trung Quốc, thì hoạt động thông quan đã có nhiều cải thiện. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết đã sắp xếp các xe hàng ùn ứ vào khu phi thuế quan, nên khi tới cửa khẩu cũng không phải đỗ ngoài đường, đảm bảo an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đồng ý kéo dài thời gian thông quan lên đến 22 giờ theo giờ Hà Nội. Họ đã tối ưu hóa quy trình thông quan, kiểm tra kiểm soát nhanh hơn, đồng ý chuyển sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh một phần ngoài sầu riêng chính ngạch việt nam và trung quốc còn ký nghị định thư với các loại quả như măng cụt chuối và đang đàm phán để ký với thanh long và dưa hấu vải nhãn trôm trôm xoài